Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo nó rất đơn giản cho iPhone. Đó là khi mà điện thoại của các bạn màn hình chính nó bị đơ, các bạn không thể gọi là điều khiển được, không thể lướt qua lướt lại được cái màn hình của iPhone, hoặc là trong cái tình huống là điện thoại của các bạn nó bị rơi chẳng hạn. Đấy, bị rơi thì cái điện thoại nó bị mất nguồn, mà chúng ta giữ vào đây, bật nguồn lên nó không thể lên được. Đấy. Như rất là nhiều các cái bạn gọi là không biết thì rơi phát thì thấy không lên thì cứ tưởng điện thoại mình hỏng, trong khi đó là lật lên lật qua lật lại là không thấy vỡ một cái gì cả, nhưng mà nó vẫn cứ không lên được, bật nguồn nó không lên. Đấy các bạn ạ, thì nhiều bạn là trong cái tình huống này là cầm ra hiệu, cầm luôn ra hiệu sửa điện thoại là mổ nó ra, mà trong khi đó là mổ ăn cái điện thoại của mình mà máy mình nó không hỏng. Thì hôm nay thì các bạn chỉ theo dõi clip của mình thôi, thì các bạn là chỉ cần một cái động tác rất là nhỏ thôi là điện thoại của bạn nó cũng lên như bình thường. Đấy, mà chúng ta không cần phải cầm ra hiệu. Đấy. Các bạn đây nó là rất là bình thường đó các bạn. Các bạn nhìn theo mình nhá. Bình thường thì như các bạn máy điện thoại các bạn bật nguồn thì các bạn bấm vào đây, giữ vào đây để nó lên đúng không? Đấy. Thì trong cái tình huống mà điện thoại của bạn bị đơ hoặc là bị mất nguồn khi mà bị rơi thì các bạn giữ cho mình cùng một lúc hai cái nút, đó là nút nguồn và nút home. Đấy, các bạn giữ, các bạn đếm cho mình khoảng 10 giây thôi, đếm ngược khoảng 10 giây là cái điện thoại của các bạn nó lại lên như bình thường mà chúng ta không cần phải cầm ra hiệu. Đây các bạn cùng giữ theo mình nhé. Đấy các bạn thấy chưa, là nó đã lên rồi đấy các bạn. Đấy, chứ như bình thường các bạn không biết thì các bạn rơi một phát là các bạn bật không lên thì là cầm ra hiệu thì người ta lại mổ ăn cái điện thoại của các bạn ra. Đấy, nó lại lên như bình thường đấy các bạn. Đây, hết đơ các bạn nhá. Nó không bị đơ này, và nguồn nó cũng lên này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, các bạn chỉ cần giữ cho mình cùng một lúc hai cái nút nguồn và nút home, giữ cùng một lúc đếm ngược khoảng 10 giây thôi là các máy của các bạn lại lên như bình thường. Đấy. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhá. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì các bạn chia sẻ hoặc cho mình một like, một đăng ký. Xin chào các bạn.